mọi người nha. Thì bấy lâu nay là do cái phần mà mạng lag quá nên mình không ít khi nào mình livestream. Thì mình chỉ lâu lâu mình canh giờ và mình vào mình chơi những trận 2v2 và 3v3 thôi. Thì hôm nay mình sẽ quay cái video về trận chiến 3v3 giữa tài khoản liên đoàn và tài khoản kháng chiến. Thì tài khoản liên đoàn của mình thì so với cấp độ thì 25, 25 và 27. Tài khoản kháng chiến là 27 và 25, 25 nha các anh em. Thì so với tài khoản liên đoàn bên phe liên đoàn xanh của mình và so với thì những tài khoản kháng chiến bên tài khoản đỏ thì cấp độ và điểm kỹ năng và so với những cái tỷ lệ thắng thì bên liên đoàn của mình không thể nào mà so với những tài khoản đỏ này được. Thì hôm nay mình sẽ quay cái video về trận chiến rất là hay cho các anh em xem ha. Thì mời các anh em vào xem trận chiến luôn, mình không cần nói nhiều nữa. Cái video này là mình làm để các anh em xem mà bù lại những cái trận mà ít livestream gần đây nha các anh em. Thì với cái bản đồ map biển rộng như thế này, mình thì tài khoản của mình là Trung Hồ Tiger, là mình tài khoản màu tím nha. Thì tài khoản chính giữa là tài khoản xanh lá, đây là một tài khoản người Thái Lan, và tài khoản xanh dương này là tài khoản 27 nha các anh em. Thì trong chế độ triển khai thì tài khoản xanh dương này là không ăn được cái hộp tài nguyên bự ngay vị trí này. Còn mình thì mình ưu tiên là item huấn luyện lính và lính trinh sát nên mình ăn được hai cái hộp gần nhà ngay vị trí này. Thì so với những cái map 3v3 thì những cái map này thì biển thì tương đối là nếu mình nhanh dữ lắm thì mình ăn một hai hộp tài nguyên biển thôi, chứ mình không thể nào mà mình ăn được những hộp tài nguyên biển nhiều được. Nên mình ưu tiên mình sản xuất lính và mình trinh sát những cái hộp tài nguyên gần này. Thì tài khoản mình là một tài khoản đỏ là tài khoản Zodel, tài khoản 27, và tài khoản màu tím này, màu xanh này là tài khoản Văn Đam. Văn Đam hình như anh ta cũng đang livestream trực tiếp trên cái kênh YouTube của anh ta đó các anh em. Và một tài khoản vàng là tài khoản 25 khác. Thì với những tài khoản liên đoàn của mình thì những tài khoản này thì so với ba tài khoản kia thì không thể nào mà so sánh được nha các anh em. Lúc này mình trinh sát mình thấy tài khoản Văn Đam anh ta đang lấn một sẵn xây dựng lên vị trí này. Chắc anh ta đang lấn lô cốt ngay vị trí này. Với mình thì mình nằm tài khoản màu tím thì ngay vị trí dưới đây thì cái phần mà đồi trên bờ này thì nó tương đối nó cao nên nó khuất cái tầm nhìn. Còn như mà tài khoản 27 đồng minh của mình trên đây thì nó nằm thấp hơn nên cái tầm nhìn nó cũng tương đối nó rất dễ dàng. Lúc này anh ta đã lấn lô cốt lên nè, những cái tháp pháo anh ta bắn vào cái nhà tàu của mình, nhà tàu cấp 2 nha. Còn hiện giờ mình đang nâng cái nhà tàu cấp 3 ngay vị trí này. Thì mình ngay vị trí này mình phải ưu tiên là mình sản xuất cho rút, để cái phần trên bộ này khuất tầm nhìn nữa các anh em. Nên mình phải có những đơn vị rút hoặc là những cái tháp pháo hoặc những cái lô cốt để trấn thủ, và mình sẽ sản xuất biển sau. Thì đồng minh màu xanh lá anh ta là đang nâng nhà chỉ huy lên này, nhà chỉ huy cấp 4 để nâng cấp sản xuất cho ba nhà tàu. Thì ngay vị trí giữa này là các anh em, nếu mà các anh em nằm ngay vị trí giữa này phải ưu tiên sản xuất cho Viking nhiều, không cần phải sản xuất cho tàu 3 President, chỉ cần sản xuất Viking nhiều. Còn những vị trí gần đây thì có thể nâng cấp sản xuất cho President nha các anh em, nên anh em nên lưu ý. Lúc này là mình đã bị phá một cái nhà tàu đó, nên tài khoản Văn Đam anh ta có sử dụng 4 đơn vị là Ali để đi công kích vào vị trí hẹp ngay vị trí này nè các anh em. Vị trí này là những đơn vị Ali và Waikin có thể là mình công kích vào, mình đi lẻn vào phía trong này đánh vào những cái nhà máy điện và nhà trung tâm cung cấp đi. Thì đồng minh của mình là cho những đơn vị Waikin của anh ta để tới ngay vị trí này để hỗ trợ phụ mình. Các anh em cũng đây thấy đây. Nhưng mà khi mà xây những cái lô cốt như thế này mà những cái hộp tài nguyên thì tương đối là ít, nên mà xây những cái lô cốt như thế này thì sẽ thọt tài nguyên rất nhiều và thiếu đi những trung tâm cung cấp để sản xuất cho những tài nguyên để nâng cấp và sản xuất cho những đơn vị lính. Nên anh em để ý không cần phải lấn lô cốt này nhiều nha, chỉ cần thủ ra nhiều đơn vị và xây những vị trí chống hạm để làm ra những đơn vị nhiều thật nhiều để mình có thể công kích nha các anh em. Hai vị trí tháp pháo này cũng không tốt mấy.
sẽ gây ảnh hưởng đi thọt tài nguyên khá nhiều đấy. Lúc này đồng minh của mình là xây vị trí hạm này, và cho những đơn vị bạch sư đình của ta đi cấu rỉa, thì tài khoản đỏ Jodel anh ta có sản xuất những đơn vị như mammut thì tầm xa nó bắn vào những vị trí hạm này cũng rất là hại nha. Mình cho một đơn vị là máy bay một của mình đi rà soát luôn. Lúc này anh ta nè, anh ta chỉ tốn khá nhiều tài nguyên vào những cái xưởng xây dựng và những cái tháp pháo, nên anh ta phải xây thêm những cái trung tâm cung cấp thêm. Hôm nay vị trí này là mình có thể là thủ được rồi, và đồng minh của mình hỗ trợ thì có thể là thủ được. Lúc này tài khoản vàng và tài khoản màu xanh bên kháng chiến đang sử dụng những đơn vị ali của anh ta để công kích vào vị trí nhà của mình nè, nhưng mà cũng không thành đâu. Giờ mình xây thêm một xưởng xây dựng và mình xây thêm một nhà tàu nữa là mình có thể trấn thủ được. Thì tài nguyên không đủ và không thể nào sản xuất cho những đơn vị quân, thì tốt nhất là những cái tài khoản mà nằm gần ngay vị trí này thì nên cho những đơn vị xe ra. Những đơn vị xe và những đơn vị tàu sẽ tốt hơn các anh em. Lúc này Mammut nó bắn vào những vị trí hạm của đồng minh của mình này, các anh em thấy rất lợi hại nha. Mammut nó bắn vào những vị trí hạm là rất lợi hại luôn. Mình được sự hỗ trợ của đồng minh của mình á, anh ta ba nhà tàu thì sản xuất ra những đơn vị quay kia nào liên tục. Giờ mình chỉ cần sử dụng ba sư đinh của mình đánh vào những cái tháp pháo này thôi, đánh vào những tháp pháo này thôi, và mình đưa xe của mình lên. Một tài khoản Văn Đam anh ta chơi là phun tàu thôi, phun tàu và nhà xây những cái tháp pháo này. Anh ta không có sản xuất những đơn vị xe, những đơn vị Jaguar và nhiếm rất nhiều. Lúc này đồng minh của mình thì đang trấn thủ vị trí này. Mình và một tài khoản người Thái Lan đang cho những đơn vị quân đi lấn áp lại từ từ nha các anh em. Mình sử dụng ba sư đen mình đánh vào những tháp pháo này, bắt đầu mình đưa xe mình lên. Lúc này những cái tháp pháo đã bị đánh sập rồi các anh em thấy. Nhưng một vị trí hạm ngay vị trí này thì bắn thì tương đối tranh chấp cái vị trí, cái hộp tài nguyên ngay vị trí này thì rất lợi thế nha. Những cái map mà gần bờ như thế này mà công xe thì cũng rất khó nha. Quan trọng là mình phải có những đơn vị như biển thật nhiều để có thể là công kích. Lúc này mình đẩy xe của mình lên nha các anh em. Mình phải có những đơn vị dò nhà để biết đối phương là có sản xuất ra những đơn vị gì, để mình có cái phương án mà mình chơi. Có một vị trí hạm như thế này cũng rất lợi hại. Mình không cần xây nhiều, chỉ một hoặc hai cái hạm thôi là có thể là thủ và dùng sử dụng những đơn vị Basidan tàu ba có thể là cấu rỉa từ 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 từ. Đồng minh của mình ali của anh ta là rất nhiều rồi. Mình được sự hỗ trợ của đồng minh của mình thì mình cứ dồn Basidan của mình lên và mình cấu rỉa vào những chí hạ và những nhà tàu này từ từ thôi cũng sẽ thắng thôi các anh em. Đúng rồi, một đơn vị máy bay một của mình rà soát này. Đồng minh của mình tài khoản 27 đang đối đầu với trực tiếp với một người chơi Jodel tài khoản đỏ này. Ngay vị trí này thì dạng như là bình quân là 50-50 thôi, chưa có ai hơn ai hết. Thì tài khoản Jodel anh ta tốn khá nhiều tài nguyên vào sản xuất những đơn vị như Mammut. Chỉ cần mình chiếm lợi thế ngay vị trí này nữa thôi là có thể đồng minh của mình sẽ cho những đơn vị của anh ta là hỗ trợ kịp thời. Muốn công xe với cái map như thế này thì rất khó nha các anh em. Sử dụng ba sedan và cấu rỉa vào những cái hạm này và đẩy những đơn vị quay kinh lên thôi. Này đơn vị của mình cũng đã rà soát được tài khoản này, tài khoản Văn Đam, tài khoản 25. Quay kinh thì đồng minh của mình và tài khoản màu xanh dương 27 này thì rất nhiều những đơn vị quay kinh rồi. Giờ mình sử dụng ba sư đoàn mình cấu rỉa vào những nhà tàu, mình đẩy quay kinh lên thôi và mình đẩy những đơn vị rút của mình lên. Mammut thì nằm trên bờ nó bắn vào những cái vị trí hạm nha. Mammut thì nó bắn tầm xa thôi, mà so với nếu mà không có xe, không có Jaguar và không có những đơn vị nhiếm thì Mammut không có thể nào mà dám dồn lên để tấn công đâu. Một tài khoản Jodel thì anh ta chơi cũng mình nghĩ là
chắc cũng bình thường thôi các anh em. Lúc này bắt đầu mình và đồng minh của mình, một người chơi người Thái Lan, là đang đẩy những đơn vị quân lên vị trí này, và không còn vị trí hãm rồi đó. Thì bắt đầu mình đẩy những đơn vị quay kim của mình vào ngay vị trí này nha. Mình cấu rỉa vào những cái nhà máy điện và những cái trung tâm cung cấp. Bấy lâu nay là do cái phần mà mạng lát quá nên mình ít có khi nào mình live stream, nên mình chỉ tranh thủ những cái trận chiến nào và những cái thời gian mà mình rảnh rỗi thì mình sẽ vào mình chơi. Mình chơi thì trận chiến nào hay thì mình sẽ up lên cái kênh video lên kênh YouTube của mình để cho các anh em xem. Hình như lúc này tài khoản đồng minh 27 của mình, anh ta đang bị yếu thế ngay vị trí này, vì mau mút khá nhiều, đánh vào những vị trí hạm và những đơn vị ali của tài khoản Zodel, tài khoản đỏ thì anh ta cho qua đây để hỗ trợ khá nhiều, nên cái phần nhà của anh ta không thể nào lấn áp được. Ma mút thì nó rất nhiều nha các bạn. Mình đã có những đơn vị như quay kim của mình tới ngay vị trí này, mình chỉ cần đánh vào cái trung tâm chỉ huy của một người chơi Văn Đam thôi. Đầu mình đẩy rút lên và mình tấn công, đánh sập nhà tàu và những vị trí hạm này nữa là sẽ chiến thắng cái này. Thì lúc này đồng minh của mình đang cho hỗ trợ phụ. Hình như là bây giờ là cái phần mình chiến thắng là khoảng tầm là 80% rồi, 80% là mình chiến thắng rồi. Vì tài khoản Văn Đam anh ta đã bị mất đi nhà chỉ huy chính, buộc anh ta phải xây ở nhà chỉ huy chính và sản xuất những đơn vị lính thì khá nhiều để thủ như chiếc nhà này. Thì sản xuất lính khá nhiều thì lúc này mình cho sản xuất lính và máy bay một nha, máy bay một qua đây. Máy bay một thì nó có một phần là đánh lính rất tốt và một phần nữa sẽ trinh sát được nhà đối phương có những đơn vị gì để chơi. Khi một nhà thất thủ mà từ những trận chiến 3-3 một nhà thất thủ thì khó có thể mà chiếm cái phần lợi thế lợi nha các em. Trong cái trận này thì ngay vị trí này của mình thì có thể mà xây cái xưởng xây dựng xa ra để mà xây những đơn vị nhà tàu về phía sau này, thì mà buộc mình phải xây một cái nhà tàu đây, thì khi mà đối phương mà lấn những cái tháp pháo thì anh ta bùa mình phải chịu thôi. Nhưng mà tài nguyên của mình là mình có nhiều nên mình cũng có thể là thủ tốt và được sự hỗ trợ của đồng minh của mình. Bây giờ đồng minh của mình đang lên nhà quy cấp 5 này các anh em thấy đây, và anh ta đang xây một cái hệ thống bát không gian đây. Thì anh ta sẽ đánh vào đâu thì mình sẽ trinh sát theo sự yêu cầu của anh ta, mình sẽ trinh sát và anh ta sẽ đánh thôi. Giờ mình sử dụng ba xe đa, mình cấu rỉa vào hạm tài khoản vàng này, và đồng minh của mình sẽ lấn những đơn vị quay kim lên. Ngay vị trí này thì tài khoản rô đeo, tài khoản đỏ là không thể nào công kích được rồi. Thì có ba xe đa và có những cái những đơn vị như quay kim ngay vị trí này thì có thể mà sử dụng bộ binh để tấn công. Số lượng mà ma mốt thì rất nhiều rồi. Thì mình đã chính xác một tài khoản vàng thì đợi anh ta bắn thôi, bắn một phát một. Thì tài khoản Văn Đam mà tài khoản này đã chết rồi nha các bạn, chết rồi không còn gì. Thì anh ta chơi với anh ta chỉ phun biển và xây những tháp pháo thôi, không có ra những đơn vị xe. Và với cái bản đồ phía bên đây thì không ra xe thì có thể là thất thế nha, thất thủ nha. Một cái bát đã đánh vào tài khoản vàng này. Lúc này đồng minh tài khoản vàng anh ta có thể có những đơn vị Hero 3 đấy. Hero 3 các anh em thấy này. Một đơn vị Hero 3 này khá chậm rồi, không thể nào mà ra để hỗ trợ kịp đâu. Giờ mình chính xác cái phần mà tài khoản đỏ Zodel này nữa là sẽ cho tấn công thôi. Thì trận chiến này là 99% là thắng rồi các anh em, không còn gì nữa rồi. Thì mình up cái video này lên để các anh em xem mà những trận chiến 3-3 ánh sáp dẫn như thế nào. Thì bây giờ Go Game nó có sắp xếp những cái thời gian để vào trận chiến đấy,
3 và 3, 2 và 2 giải đấu và những cái giải đấu pin và những trận V và B thì nó cũng hợp lý nha các bạn. Cho nếu mà anh em muốn chơi trận nào thì cứ canh giờ đó và vào chơi thôi. Cái phần mà giải đấu thì không có thay đổi gì, nhưng mà những trận chiến 2 và 2 và 3 và 3 thì có thay đổi nha. Mỗi trận là cách nhau 1 tiếng rưỡi, 2 và 2 và 3 và 3. Còn giải đấu thì cứ bình quân là 1 tiếng là sẽ có 1 trận. Còn giải đấu pin thì khoảng 35-40 là bắt đầu vào trận. Và cũng 1 tiếng đồng hồ là có 1 trận nha các bạn. Lúc này mình đã có những đơn vị VTS khá nhiều rồi. Thì trận chiến này là chỉ cần đánh sập cái nhà chính của tài khoản đỏ su đeo này thôi là sẽ thắng thôi các bạn. Mình quay cái video này để bù đắp lại những cái lần mà mình không có livestream để cho các anh em xem đây. Thì các anh em xem mà nếu thấy thích thú vào cái những cái video của mình thì đăng ký kênh ủng hộ và chia sẻ cái kênh YouTube của mình để cho nhiều anh em biết tới nha. Thì trong trận chiến này mình cũng nói luôn là tài khoản Văn Nam, tài khoản tím này anh ta đang livestream trực tiếp đấy. Những trận chiến này cũng có nhiều người nước ngoài để xem. Ngoài để xem thì mình cũng cố gắng mình chiến đấu thôi. Thì kết thúc video là mình chúc anh em một năm mới dồi dào sức khỏe và vạn sự như ý nha các anh em. Bye bye các anh em.